Chào mừng bạn đến với kênh Khám phá Du lịch. Trong video này, Khám phá Du lịch sẽ cùng bạn khám phá top 10 điều bí ẩn thú vị về hố đen vũ trụ. Bí ẩn thú vị đầu tiên trong video này mà Khám phá Du lịch muốn nói đến là hố đen Thây Bồ Tát. Hố đen Thây Bồ Tát là một trong những khái niệm quan trọng trong vật lý thiên văn, đặc biệt trong lĩnh vực vật lý lý thuyết và thiên văn học hiện đại. Đây là một loại hố đen siêu cấp mạnh mẽ, thường được tìm thấy ở trung tâm của các thiên hà lớn. Hố đen Thây Bồ Tát có khối lượng từ hàng triệu đến hàng tỷ lần khối lượng của mặt trời. Điều này làm cho chúng trở thành những quái vật vũ trụ mạnh mẽ, có khả năng cuốn hút mọi thứ xung quanh bằng trọng lực hấp dẫn. Hố đen Thây Bồ Tát có vùng ảnh hưởng rộng lớn, kéo theo các vật thể xung quanh, thậm chí cả ánh sáng. Điều này tạo ra hiện tượng hút ánh sáng, làm cho không gian xung quanh chúng trở nên tối đen. Bề mặt của hố đen Thây Bồ Tát là ranh giới mà mọi thứ bên trong không thể thoát ra được. Điều này tạo nên một ranh giới không gian thời gian không thể xuyên qua được. Trong vùng gần của hố đen Thây Bồ Tát, trọng lực trở nên vô cùng mạnh mẽ, làm biến dạng không gian và thời gian theo cách khó lường. Hiệu ứng này cũng làm cho thời gian chậm lại và làm biến dạng ánh sáng khi nó cố gắng di chuyển gần hố đen. Hố đen Thây Bồ Tát có thể sản sinh ra lượng năng lượng lớn thông qua quá trình hấp thụ vật chất xung quanh. Điều này có thể dẫn đến sự phát xạ các tia X và các dạng sóng khác khi vật chất được nghiền nát và nung chảy bên trong vùng ảnh hưởng của chúng. Hố đen Thây Bồ Tát là một trong những hiện tượng vật lý vũ trụ phức tạp và thú vị, đang là đề tài nghiên cứu sôi động của các nhà thiên văn học và vật lý học hiện đại. Bí ẩn ly kỳ và thú vị về hố đen vũ trụ thứ hai trong video này đó là hố đen Hạn Trung. Hố đen Hạn Trung là một loại hố đen có khối lượng khoảng hàng nghìn đến hàng trăm nghìn lần khối lượng của mặt trời. Chúng có sự hiện diện quan trọng trong vũ trụ và đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu thiên văn học. Hố đen Hạn Trung có khối lượng từ vài trăm đến vài trăm nghìn lần khối lượng của mặt trời. Điều này làm cho chúng lớn hơn nhiều so với hố đen nhỏ, nhưng nhỏ hơn đáng kể so với hố đen siêu khổng lồ. Tương tự như các hố đen khác, hố đen Hạn Trung cũng có một ranh giới vật lý mà không có vật chất hoặc tia sáng có thể thoát ra khỏi. Nó bao phủ bề mặt của hố đen và đánh dấu ranh giới giữa không gian mà thời gian bị biến dạng và không gian bị hút vào bởi trọng lực mạnh mẽ của hố đen. Hố đen Hạn Trung có vùng ảnh hưởng rộng hơn so với hố đen nhỏ, nhưng nhỏ hơn so với hố đen siêu khổng lồ. Chúng có thể ảnh hưởng đến các hệ thống sao gần và làm biến dạng chúng bằng sức hút mạnh mẽ. Hố đen Hạn Trung có thể là nguồn năng lượng mạnh mẽ. Khi chúng nuốt chửng các vật chất xung quanh, chúng tạo ra các luồng năng lượng lớn và phát ra các dạng sóng vô cực và các tia X. Các hiện tượng này có thể được quan sát từ trái đất và giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về tính chất của hố đen. Hố đen Hạn Trung thường được tìm thấy ở trung tâm của các thiên hà, nhưng cũng có thể tồn tại độc lập hoặc trong các hệ thống sao kép. Hố đen Hạn Trung là một trong những đối tượng thiên văn quan trọng trong việc nghiên cứu nguồn gốc và tiến hóa của vũ trụ, và sự hiểu biết về chúng ngày càng được mở rộng thông qua các quan sát và mô phỏng. Bí ẩn kỳ thú về hố đen vũ trụ thứ 3 trong video này mà Khám phá Du lịch muốn nói đến là hố đen quay nhanh nhất. Hố đen quay nhanh nhất là một dạng đặc biệt của hố đen có tính chất động lực rất mạnh mẽ, mà cụ thể là về tốc độ quay của chúng. Hố đen quay nhanh nhất có tốc độ quay gần tới giới hạn của vật lý. Trong một số trường hợp, chúng có thể quay với tốc độ gần bằng cận cung của ánh sáng, tức là tốc độ gần 300.000 km/giây. Điều này tạo ra một hiện tượng gọi là hiện tượng kéo căng không gian thời gian, làm biến dạng không gian xung quanh chúng một cách rất mạnh mẽ. Do tốc độ quay cực kỳ nhanh, hố đen quay nhanh nhất có thể có hình dạng đặc biệt, gọi là hố đen xoắn, trong đó trục quay của hố đen không trùng khớp với trục quay của nguồn cung cấp vật chất ban đầu. Hiện tượng này có thể gây ra các hiệu ứng đặc biệt trong không gian xung quanh và tạo ra các dải năng lượng mạnh mẽ. Hố đen quay nhanh nhất có thể là nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Khi vật chất rơi vào và xoay quanh hố đen, chúng tạo ra một lượng năng lượng lớn thông qua quá trình nghiền nát và nung chảy bên trong vùng ảnh hưởng của hố đen. Hiện tượng này có thể tạo ra các dạng sóng vô cực, tia X và cả các tia gamma. Hố đen quay nhanh nhất là một trong những đối tượng quan trọng trong nghiên cứu vật lý vũ trụ và thiên văn học. Sự hiểu biết về chúng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của hố đen và tìm hiểu về sự hình thành và tiến hóa của chúng trong vũ trụ. Quan sát và mô phỏng các hiện tượng liên quan đến hố đen quay nhanh nhất là một trong những lĩnh vực nghiên cứu sôi động của các nhà thiên văn học và vật lý học hiện đại. Các quan sát từ các thiết bị vũ trụ như các vệ tinh và kính viễn vọng cùng với mô phỏng máy tính đã cung cấp thông tin quý giá về tính chất và hành vi của chúng.
Bí ẩn thú vị thứ tư về hố đen trong video này đó là hố đen lâu đời nhất được biết đến. Hố đen lâu đời nhất được biết đến là một đối tượng thiên văn có tuổi đời rất lớn, tức là nó đã tồn tại từ rất lâu trong lịch sử vũ trụ. Tuy nhiên, trong thực tế, không có cách chính xác để xác định tuổi của một hố đen. Hố đen lâu đời nhất có khối lượng lớn, thường là hàng tỷ đến hàng triệu lần khối lượng của mặt trời. Sự tích tụ khối lượng trên thời gian dài làm cho chúng trở nên rất khổng lồ. Hố đen lâu đời nhất có thể được hình thành thông qua quá trình sụp đổ của các ngôi sao khổng lồ hoặc thông qua sự sụp đổ của các cụm sao. Quá trình này diễn ra hàng tỷ năm trước và có thể kéo dài trong một khoảng thời gian rất dài. Hố đen lâu đời nhất thường là kết quả của sự tiến hóa tự nhiên của vũ trụ. Khi các ngôi sao lớn chết và sụp đổ, chúng có thể tạo ra hố đen. Do đó, các hố đen lâu đời nhất thường được tìm thấy ở các khu vực giàu vật chất và có sự tiến hóa lâu đời. Các hố đen lâu đời nhất thường được phát hiện trong các thiên hà cổ đại, nơi có sự tích tụ vật chất kéo dài trong hàng tỷ năm. Các phát hiện này thường dựa trên quan sát của các hiện tượng liên quan đến hố đen như sự hấp thụ vật chất xung quanh và phát ra năng lượng. Hố đen lâu đời nhất đã đóng góp vào sự tiến hóa của vũ trụ thông qua sự tạo ra và duy trì các cấu trúc thiên văn lớn như các thiên hà và các cụm sao. Sự hiểu biết về chúng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử và tiến hóa của vũ trụ. Bí ẩn ly kỳ và thú vị thứ năm về hố đen trong video này đó là hố đen Rozu. Hố đen Rozu, hay còn gọi là hố đen lãng du, là một loại hố đen di động không bị ràng buộc bởi lực hút của một hệ thống sao nào cụ thể. Điều này có nghĩa là chúng tự do di chuyển qua không gian mà không bị thu hút bởi bất kỳ vật thể nào khác. Hố đen Rozu có thể hình thành theo một số cách khác nhau. Một trong những cách phổ biến nhất là khi một ngôi sao lớn chết và tạo ra một hố đen. Sau đó hố đen này bị ném ra khỏi hệ thống sao của nó do các hiện tượng động lực hoặc tương tác với các vật thể khác trong không gian. Hố đen Rozu có thể có khối lượng từ vài lần đến vài trăm lần khối lượng của mặt trời. Tuy nhiên, cũng có thể có các hố đen Rozu khổng lồ với khối lượng lớn hơn nhiều. Hố đen Rozu di chuyển thông qua không gian với tốc độ đầy bất ngờ. Sự di chuyển của chúng có thể là hậu quả của tương tác với các vật thể khác hoặc các hiện tượng vận tốc lớn trong vũ trụ. Hố đen Rozu có thể ảnh hưởng đến các hệ thống sao và cấu trúc thiên văn khác mà chúng tiếp xúc. Khi chúng tiến gần các hệ thống sao, chúng có thể ném các ngôi sao ra khỏi hệ thống của chúng, gây ra những biến động lớn trong cấu trúc của các thiên hà hoặc cụm sao. Phát hiện các hố đen Rozu thường khó khăn do chúng không phụ thuộc vào nguồn sáng từ các ngôi sao xung quanh như hố đen trong hệ thống sao. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã đề xuất nhiều phương pháp để phát hiện chúng, bao gồm sử dụng các quan sát về sự biến đổi ánh sáng từ các vùng tiếp xúc và sự phân tán của các vật thể khác trong không gian. Hố đen Rozu là một lĩnh vực nghiên cứu đầy hứa hẹn trong thiên văn học, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự phát triển và tiến hóa của vũ trụ. Bí ẩn thứ 6 về hố đen trong video mà Khám phá du lịch muốn nói đến là hố đen sáng nhất. Hố đen sáng nhất, hay còn được gọi là hố đen siêu sáng, là một loại hố đen có khả năng phát ra lượng năng lượng lớn và sáng lấp lánh. Hố đen sáng nhất có khả năng hấp thụ một lượng lớn vật chất từ môi trường xung quanh và phát ra một lượng năng lượng lớn thông qua quá trình nghiền nát và nung chảy vật chất trong vùng ảnh hưởng của chúng. Hiện tượng này tạo ra các nguồn phát xạ vô cực mạnh mẽ và các loại sóng năng lượng khác, bao gồm cả tia X và cả tia gamma. Hố đen sáng nhất thường phát ra các loại sóng phổ rộng, từ sóng radio đến tia gamma. Các quan sát của các phổ này có thể cung cấp thông tin quý giá về thành phần và tính chất của vật chất trong vùng xung quanh hố đen. Một số hố đen sáng nhất có thể có cấu trúc đặc biệt, bao gồm cả các địa accretion rộng lớn và các chùm hạt vật chất xoay quanh hố đen. Các cấu trúc này tạo ra các hiện tượng quang học đặc biệt và làm cho hố đen trở nên rất sáng. Hố đen sáng nhất có thể được hình thành từ sự sụp đổ của các ngôi sao lớn hoặc từ sự kết hợp của nhiều hố đen nhỏ hơn. Quá trình hình thành này có thể tạo ra các loại hố đen có khối lượng lớn và khả năng phát xạ năng lượng mạnh mẽ. Phát hiện các hố đen sáng nhất thường được thực hiện thông qua quan sát của các tia phổ và sóng năng lượng từ các vùng tiếp xúc với hố đen hoặc thông qua việc quan sát các hiện tượng quang học đặc biệt. Các phát hiện này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tính chất và hành vi của các hố đen siêu sáng trong vũ trụ. Bí ẩn thứ 7 về hố đen trong video mà Khám phá du lịch muốn nói đến là hố đen phục đạn. Hố đen phục đạn là một hiện tượng vật lý thiên văn mà hố đen phát ra một lượng lớn năng lượng trong một khoảng thời gian ngắn.
Trong quá trình hấp thụ vật chất xung quanh, hố đen có thể tích tụ một lượng lớn năng lượng. Khi lượng năng lượng này đạt đến một mức độ nhất định, có thể xảy ra một hiện tượng gọi là phục đạn. Trong hiện tượng này, hố đen phát ra một lượng năng lượng lớn trong một khoảng thời gian rất ngắn, tạo ra ánh sáng vô cùng lấp lánh. Nguyên nhân chính của hiện tượng phục đạn là sự tích tụ năng lượng trong vùng xung quanh hố đen, thường là từ quá trình tiêu thụ vật chất hoặc từ sự va chạm với các vật thể khác trong không gian. Khi lượng năng lượng tích tụ đạt đến một mức độ cực đại, nó có thể phát ra dưới dạng ánh sáng và sóng năng lượng khác. Hiện tượng phục đạn thường diễn ra một cách rất nhanh chóng, thường chỉ trong vài giây hoặc vài phút. Trong khoảng thời gian này, hố đen có thể phát ra lượng năng lượng lớn, thậm chí lớn hơn cả nguồn sáng của toàn bộ một thiên hà. Phát hiện các hiện tượng phục đạn thường khá khó khăn do chúng xảy ra ngẫu nhiên và trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, các thiết bị quan sát vũ trụ như vệ tinh quan sát và kính viễn vọng có thể ghi lại được các biến động sáng đột ngột, giúp chúng ta nhận biết các hiện tượng này. Hiện tượng phục đạn cung cấp cho các nhà khoa học thông tin quý giá về hoạt động của hố đen và cách mà chúng tương tác với môi trường xung quanh. Sự hiểu biết về các hiện tượng này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và tiến hóa của hố đen trong vũ trụ. Bí ẩn thú vị và đầy tính khám phá thứ 8 trong video này mà khám phá du lịch muốn nói đến là hố đen ăn lẫn nhau. Hố đen ăn lẫn nhau là một hiện tượng vật lý thiên văn mà hai hoặc nhiều hố đen đang di chuyển gần nhau và sau đó bắt đầu quay quanh nhau, cuối cùng hợp nhất thành một hố đen duy nhất. Khi hai hố đen đang di chuyển gần nhau, sức hút của chúng có thể tương tác và cuối cùng kéo chúng lại gần nhau hơn. Khi khoảng cách giữa hai hố đen đủ gần, chúng sẽ bắt đầu quay quanh nhau trong một quỹ đạo elip hoặc xoắn. Qua thời gian, các hố đen này sẽ mất đi năng lượng qua phát xạ vô cực và hẹp lại vòng quay của chúng. Cuối cùng, chúng sẽ hợp nhất lại thành một hố đen duy nhất. Quá trình này gọi là hợp nhất của hố đen. Trong quá trình hợp nhất, lượng năng lượng lớn sẽ được phát ra, tạo ra các sóng hấp dẫn và sóng hấp dẫn hướng ra bên ngoài vũ trụ. Đây là hiện tượng quan trọng mà các nhà khoa học quan sát và nghiên cứu để hiểu rõ hơn về hố đen và vũ trụ. Phát hiện các cặp hố đen ăn lẫn nhau thường được thực hiện thông qua các phát hiện quan sát về các biến đổi ánh sáng và sóng năng lượng từ vùng tiếp xúc giữa hai hố đen. Các dự đoán lý thuyết và mô phỏng máy tính cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hiểu rõ hơn về quá trình này. Hiện tượng hố đen ăn lẫn nhau cung cấp thông tin quý giá về quá trình hình thành và tiến hóa của hố đen trong vũ trụ. Sự hiểu biết về các quá trình này giúp chúng ta tiến xa hơn trong việc hiểu về bản chất của vật lý vũ trụ và sự tiến hóa của vũ trụ. Bí ẩn đầy thú vị thứ 9 về hố đen mà khám phá du lịch muốn nói đến trong video này đó là hố đen nhỏ nhất. Hố đen nhỏ nhất, còn được gọi là hố đen nhân quảng hình, là một loại hố đen có kích thước rất nhỏ và khối lượng ít nhất trong tất cả các loại hố đen. Hố đen nhỏ nhất có khối lượng chỉ từ vài đến vài chục lần khối lượng của mặt trời. Do khối lượng nhỏ, chúng thường không đủ sức hút để hấp thụ một lượng lớn vật chất và năng lượng từ môi trường xung quanh. Hố đen nhỏ nhất thường có hình dạng cầu hoặc elip đối xứng. Với kích thước nhỏ, chúng ít gây biến dạng cho không gian xung quanh so với các hố đen lớn hơn. Hố đen nhỏ nhất có thể được hình thành thông qua quá trình sụp đổ của các ngôi sao nhỏ hoặc qua quá trình sự hấp thụ khối lượng nhỏ từ môi trường xung quanh. Phát hiện các hố đen nhỏ nhất thường khó khăn hơn so với các hố đen lớn hơn do chúng không phát ra năng lượng mạnh mẽ và không tạo ra các hiện tượng quang học đặc biệt. Tuy nhiên, các phát hiện có thể được thực hiện thông qua các phương pháp quan sát như đo đạc tác động của chúng đối với các vật thể xung quanh hoặc phát hiện các tia phổ từ các vùng tiếp xúc. Mặc dù khối lượng nhỏ, hố đen nhỏ nhất vẫn đóng một vai trò quan trọng trong nghiên cứu về vật lý thiên văn và cấu trúc của vũ trụ. Sự hiểu biết về các loại hố đen này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự hình thành và tiến hóa của các hệ thống sao và các cấu trúc thiên văn khác. Bí ẩn ly kỳ và thú vị về hố đen thứ 10 trong video này đó là hố đen lớn nhất. Hố đen lớn nhất, còn được gọi là hố đen siêu khổng lồ, là loại hố đen có khối lượng vô cùng lớn, thậm chí lên đến hàng tỷ hoặc hàng trăm tỷ lần khối lượng của mặt trời. Hố đen lớn nhất có khối lượng rất lớn, thường từ vài triệu đến hàng tỷ lần khối lượng của mặt trời. Sự tích tụ khối lượng khổng lồ này là kết quả của việc hấp thụ các nguồn vật chất lớn và sự hợp nhất của các hố đen nhỏ hơn. Do khối lượng lớn, hố đen lớn nhất có vùng ảnh hưởng rất rộng. Nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống sao và các cấu trúc thiên văn xung quanh, thậm chí là các thiên hà. Hố đen lớn nhất thường có hình dạng cầu hoặc elip đối xứng. Sự hình thành và tiến hóa của chúng được điều chỉnh bởi lực hấp dẫn mạnh mẽ và quá trình nuốt chửng vật chất xung quanh,
Hố đen lớn nhất là nguồn năng lượng mạnh mẽ trong vũ trụ. Khi chúng nuốt chửng các vật chất xung quanh, chúng phát ra các dạng sóng năng lượng mạnh mẽ như tia X, tia gamma và các dạng sóng vô cực. Các hố đen lớn nhất thường được phát hiện thông qua quan sát của các hiện tượng quang học đặc biệt như các địa accretion rộng lớn và các luồng vật chất năng lượng mạnh mẽ. Các phát hiện này thường được thực hiện thông qua quan sát từ các kính viễn vọng quan sát và vệ tinh quan sát vũ trụ. Hố đen lớn nhất đóng một vai trò quan trọng trong việc hiểu rõ hơn về cấu trúc và tiến hóa của vũ trụ. Sự hiểu biết về chúng giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về sự hình thành và phát triển của các thiên hà và cấu trúc thiên văn khác trong vũ trụ. Bên trên là top 10 điều bí ẩn thú vị về hố đen vũ trụ. Nhớ subscribe để nhận được video mới sớm nhất nhé. Chân thành cảm ơn các bạn.